Xin kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC. Thưa quý vị, khối không khí lạnh tầng thấp vẫn là hình thái thời tiết chi phối thời tiết tại các tỉnh Bắc Bộ. Và ban ngày trời có nắng trở lại với nền nhiệt tăng nhẹ, phổ biến từ 15 đến 18 độ C. Tuy nhiên, về đêm nhiệt độ sẽ giảm sâu và chỉ còn từ 9 cho đến 12 độ C. Còn vùng núi sẽ cao, có nơi dưới 5 độ, cần đề phòng băng giá và sương muối. Tại miền Trung, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông nên từ ngày 21 tháng 12, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa sẽ có mưa vừa, mưa to và có nơi mưa rất to, có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nguy cơ sạt lở đất tại các khu vực vùng núi, ngập úng tại các vùng trũng thấp ven sông. Do có mưa nên nhiệt độ tại các tỉnh thành miền Trung trong 3 ngày tới chưa có nhiều thay đổi. Các tỉnh Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại với nền nhiệt phổ biến trong khoảng từ 15 đến 18 độ C. Còn các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ từ 19 đến 22 độ C. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiệt độ cao hơn từ 25 đến 30 độ. Đợt rét đậm, rét hại diện rộng này ở khu vực Bắc Bộ, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An còn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 25 tháng 12. Xuôi xuống Nam Bộ, ban ngày trời có nắng với nền nhiệt từ 26 đến 29 độ C ở khu vực Tây Nguyên, còn ở Nam Bộ sẽ trong nền nhiệt từ 31 cho đến 34 độ C. Tuy nhiên, về chiều tối và đêm, mưa rào và dông có thể xuất hiện một vài nơi trên cả hai khu vực. Và từ ngày 22 tháng 12, do ảnh hưởng của nhiễu động gió đông từ biển thổi vào, nên khu vực Nam Bộ và Đông Tây Nguyên sẽ có mưa dông, vùng cục bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Chuyển sang thời tiết trên biển, vào hồi 13 giờ ngày hôm nay, ngày 20 tháng 12, vị trí của tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,0 độ Vĩ Bắc và 115,6 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông của quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, từ 39 đến 49 km/h và giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây, khoảng 20 km/h. Trong khoảng 24 đến 48 giờ tới, áp thấp sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Tây và Tây Nam, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên trong đêm nay và ngày mai, ngày 21 tháng 12, ở Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 cho đến 4 mét, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa sẽ có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9 và sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động rất mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Tây của quần đảo Trường Sa, sẽ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động rất mạnh. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác trên các vùng biển này cần hết sức lưu ý. Thưa quý vị, thời điểm này, nhiều nhà vườn đã gieo trồng hoa cúc để phục vụ cho Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, với thời tiết từ 15 cho đến 25 độ C như hiện nay là điều kiện lý tưởng để bệnh do nấm Oidium gây ra. Và vết bệnh xuất hiện chủ yếu trên lá non, dạng bột màu trắng xám và hình bất định. Mặt dưới lá là chỗ bệnh màu vàng nhạt và bệnh nặng làm lá vàng, khô héo và rụng sớm, nụ thối, hoa thì nhỏ và không nở được hoặc là nở lệch về một bên. Để khắc phục, bà con cần lưu ý những điều như sau. Trước tiên thì cần chọn giống kháng bệnh. Khi bón phân, cân đối chú ý bón kali. Thường xuyên vệ sinh đồng ruộng, ngắt bỏ lá già, lá bị bệnh đem tiêu hủy. Ngoài ra thì cũng cần hạn chế bón phân đạm khi bệnh xuất hiện. Khi bệnh xuất hiện, dùng một trong các loại thuốc sau: Anvin 5SC, Score 250EC, Ridomin MZ72WP để có thể phun khi cây chấm bị bệnh. Sáng 20 tháng 12, áp thấp nhiệt đới đã đi vào Biển Đông. Để chủ động ứng phó, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã có công điện đề nghị các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Bình đến Kiên Giang và các bộ ngành liên quan triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn. Theo đó, chiều nay vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9 độ Vĩ Bắc, 115,6 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây với vận tốc 25 km/h. Đến trưa 22 tháng 12, suy yếu dần trên khu vực phía Tây Nam vùng biển quần đảo Trường Sa. Để chủ động ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố và các bộ ngành theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, tổ chức kiểm đếm, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, thông báo cho các chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh.
thoát ra hoặc là không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu. Thưa quý vị, những ngày gần đây nhiệt độ tại miền Bắc đã xuống thấp nhất kể từ đầu mùa đông. Điều này đang tác động tới đời sống sinh hoạt của người dân, nhất là những người làm công việc ngoài trời. Khung cảnh Hà Nội cũng ảm đạm hơn so với những ngày trước đó. Ghi nhận của VTC 14. Miền Bắc đang bước vào đợt không khí lạnh có cường độ mạnh nhất từ đầu mùa đông đến nay. Khi nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội chỉ còn ở mức 11 đến 14 độ C, điều này khiến cho công việc buôn bán của nhiều người trở nên xáo trộn. Như cửa hàng kinh doanh của anh Nguyễn Mạnh Linh đã phải đóng cửa nghỉ sớm do thời tiết lạnh, không có khách hàng. Còn 11 giờ quán em đóng cửa, còn do thời tiết lạnh nên 9 rưỡi là quán đóng rồi ạ. Hay những người mưu sinh trên chiếc xe đẩy như anh Bình cũng rơi vào hoàn cảnh ế khách. Mùa đông thì thật ra năm nay thì nó cũng không lạnh lắm, nhưng mà mấy ngày gần đây nó lạnh hơn nên lượng khách ra đường ấy nó cũng ít. Nên nói chung là khách ăn bánh đồ ăn nó cũng giảm. Bình thường thì mình bán đến tầm 12 giờ, nhưng dịp này cũng ít người vắng khách nên mình nghỉ sớm hơn. Thường thường là mình nghỉ hơn 10 giờ mình đã nghỉ rồi. Các tuyến phố cũng vắng vẻ hơn từ sớm so với ngày thường. Càng về đêm nhiệt độ càng giảm sâu, nhiều người tham gia giao thông phải mặc những chiếc áo khoác dày, có người mặc cả áo mưa bên ngoài để giữ ấm. Anh vừa nói bà xã anh là lạnh nhất, thì gọi lâu lâu lắm rồi mới gặp đợt lạnh này. Quá là không đủ ấm được hết. Cũng dặn vợ con với người già là luôn chú ý thưa sức khỏe. Nhiều người phải nhờ đến sự trợ giúp của lửa để sưởi ấm. Trời trở lạnh đột ngột khiến sinh hoạt của nhiều người gặp khó khăn. Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh chi phối toàn bộ, khiến miền Bắc duy trì tình trạng rét buốt, cảm giác rét gia tăng trong hôm nay khi nền nhiệt tiếp tục giảm sâu. Và như thường lệ, trong phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin thời tiết đáng chú ý tại các vùng trên cả nước vào ngày mai.